Tối ngày 23 tháng 4, Trường Phổ thông Dân tộc Nội chú huyện đã tổ chức cuộc thi Khám phá chân trời tri thức. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Điều, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Âu Thị Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đồng chí Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn trường. Thể thức cuộc thi Khám phá chân trời tri thức giống như thể lệ cuộc thi Olympia. Đây là năm thứ hai nhà trường tổ chức tham gia cuộc thi gồm 4 đội, trong đó mỗi đội có 3 thành viên. Các đội phải trải qua 4 phần thi gồm khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và phần thi về đích. Thông qua những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực trong tự nhiên, xã hội, thể dục thể thao, tiếng Anh vân vân sẽ giúp cho các em học sinh hệ thống hóa kiến thức và khắc sâu kiến thức trọng tâm các bộ môn học theo chương trình trung học cơ sở, tăng cường phương pháp học tập, khuyến khích học sinh suy nghĩ sáng tạo, phát huy tính tích cực trong học tập, đồng thời giúp các em học sinh trau dồi kiến thức văn hóa xã hội. Cuộc thi là một sân chơi trí tuệ giải trí, tạo điều kiện cho học sinh giao lưu học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho bản thân, tạo động lực học tập cho các em học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Xen lẫn phần thi của các đội là phần thi dành cho khán giả và các tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc, tạo không khí vui tươi, hào hứng và thoải mái cho khán giả. Được sự cổ động cuồng nhiệt của khán giả, các đội thi đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho các đội xuất sắc. Những cuộc thi như thế này là rất cần thiết đối với các cấp học trung học cơ sở, nhằm nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo, tự tìm hiểu và khám phá những chân trời tri thức mới cho các em học sinh.